Hello cả nhà. Xin chào các tình yêu của tôi. Hiện nay thì Hòa Hiệp đang ở chợ đêm Hàn Quốc. Một nơi rất là đẹp, rất là nhộn nhịp, rất là xôn xao và rất là nhiều thứ. Bây giờ không biết mọi người có muốn Hòa Hiệp mua gì không? Hòa Hiệp sẽ mua tặng cho mọi người. Đây. Đây. Dâu. Ở đây muốn mua gì không? Mua gì thì tôi mua về nè. Đó, còn chị Lâm Tư Thủy. Sao chị quan mang về chị Lâm Tư Thủy? Đang kiếm lạc đường chân. Chị đi với em nè. Đúng. Ở đây rất là nhộn nhịp, đồ ăn thức uống này rất là nhiều. Lê Quốc Trung cũng ăn uống gì không? Đây. Đây rất là ngon. Hai muốn mua gì không nè? Nói đi, vô đi. Vô chia sẻ mạnh vô. Quý Diệu ơi, tự nhiên không em đi về vậy đâu Quý Diệu. Đây. Đây là bánh gì vậy ta? Ăn rất ngon nha quý vị. Rất hấp dẫn. Đây rất là đông đúc. Xung quanh đây mọi người muốn mua gì nói đi, Hòa Hiệp mua gì cho mọi người nè. Mấy cái nón rất là đẹp nha. Tú ơi, Tú Quốc Trung gửi lời thăm em kìa. Kìa, em muốn mua gì em nói đi, Tú mua cho em nè Trung ơi. Hello Trung MC. Hello bạn anh Quốc Trung nè. Đi Hàn Quốc tới ngày này bây giờ còn có nhiêu đây tiền? Giờ tiền đào vô. Bán quá trời đồ luôn mà còn có nhiêu đây không đủ mua không? Giờ tiền đào vô. Ai? Đào ơi hết tiền rồi nè, cho chị Thủy mừng tiền đào ơi. Còn có nhiêu đây là đào ơi. Đại gia. Đại gia đào. Cho mừng tiền đào ơi. Bán đồ nhiều quá mua hết chân tiền đào ơi, cà hết thẻ mòn luôn ơi, không có tiền. Ủa lát em có ra lại đây không Ruby Diệu? Lát em có ra lại không? Ghé hàng đi không anh? Đây anh cho em coi ghé hàng. Đây đó. Mọi người muốn thấy ghé hàng cho coi nè. Đây là ghé Việt Nam. Thấy không? Rất là vui. Nhộn nhịp lắm. Đây bằng ghế nhà mình không ai biết. Đi vô. Nó vô. Ô, mình đi thăm quay vòng đi, kệ đi. Anh đi lên nha anh ơi. Xong đi lên tới nha. Em làm gì có vé? Có chị Thủy mượn kìa. Ừ phải. Chị mượn tiền đi trả thêm tuần lễ nữa chứ đồ nhiều quá, mê quá. Không tiền mua. Còn có một tờ Hàn Quốc à. Ủa chị Thủy đâu đi chị Thủy? Đây. Mừng quá gặp được chị, mừng quá giữa đất. Giữa đất. Bên Mỹ hơi lạnh. Hơi lạnh hả? Ừ hàng nóng quá chị ơi. Ừ hàng nóng quá. Bây giờ sửa chị bay qua Canada nè. Đây là chơi Việt Nam nha, chứ không phải chơi Hàn Quốc nha. Đây là chơi Việt Nam. Đây cháu tôi dẫn đi chơi tôi mệt hết. Tôi chăng nó còn hơn chăng Hòa Hiệp. Rồi đi, giờ chăng chị Thủy nè. Chăng tôi chi âm. Hello, Quyết Mai. Anh đang ở chợ đêm Hàn Quốc nè em ơi. Đang ở chợ đêm Hàn Quốc đây. Đó. Chị Thủy nói, trời ơi cái gì cũng ngon hết chứ mà no quá. Đây không biết là bánh gì nè quý vị ơi. Ủa bánh gì vậy ta? Ủa bánh gì ngon vậy? Bánh gì? Ủa hôm nay mới thấy dưa hấu nè. À sinh tố hả? Ủa dưa hấu uống mấy đứa ơi. Dưa hấu, dưa lưới, dưa quay. Mọi người muốn mua gì không? Mọi người mua cho nè. Đây nó ép lụ nha.
Món gì vậy ta? Đây là món gì kìa? Món trứng nướng. Món gì ngộ kìa? Trứng nướng hả? Sò mai á, sò mai. Sò mai nướng phô mai. Ờ, đây có rong biển nè, có ăn rong biển không? Có mua về nè. Đây là bánh cá. Oh, quá trời đồ đẹp luôn. Đây, ở thùng này. Rồi, rất là tấp nập, rất là vui. Anh Hiệp hả? Anh Hiệp đâu biết địa chỉ đây đâu. Có ai biết địa chỉ đây không? Ở à, đây là chợ đêm. Chợ gì? Đông okay. Demon kìa, chỉ lên đó cho nó đọc. Đông Demon đây. Chỉ đây nè. Đó, em biết thì ở đâu không? Rồi anh cứ uống gần. Hello chị Dung, phải em chị Dung ơi. Hello chị Hồng Dung. Ba Thắng ơi, Thắng đi đâu vậy? Đi phố đêm đèn mơ vắng vắng màu tối như màu đen thì thôi. Bừng bừng mà. Đó, đây là đồ ăn quá trời ngon luôn. Quá trời. Đồ ăn nó uống luôn. Mua cho em cái đầm hả? Ok. Ok ok. Thắng ơi. Cầm giùm đi. Chúng ta đang đi trên con phố chợ đêm. Ngoài Hiệp bị fan bắt cóc rồi. Rất là đông vui nha cả nhà. Hello, Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Khỏe không cương? Tâm hồn đâu? Okay. Tâm hồn mới đầu có. Nè, tự live stream đi. Hello. Hello Mỹ Tiên. Xin chào Trần Đình Bản. Khỏe không Trần Đình Bản? Nãy giờ nói chuyện khát nước rồi. Cô uống trà sữa Mr. Hi không? Ship đi. Ok, ship qua Hàn Quốc đi. Đây. À, đây là cơm cuộn nha. Thấy chưa? Cơm cuộn. Rất là đông vui nha cả nhà ơi, rất là đông vui. Đây quay cho mọi người xem nha. Ai mà sướng với mấy người hả? Hello em.
Annyeonghaseyo. Xin chào Lê Huyền Linh. Hello Lê Huyền Linh. Xin chào anh Trần Dũng. À bên đó hả? Bên đây thời tiết rất là mát, không có lạnh và cũng không có nóng, mà nó và mát, rất là dễ chịu. Đây. Đào ơi, mặc không anh mua về cho em một cái nào. Đây là những xe đến đây sinh phố. Đào em thích không? Mua cho em là Đào ơi. Đào thích búp bê, anh mua cho em búp bê Đào ơi. Đào em thích búp bê, anh mua búp bê cho. Y chang chai hàng á. À y chang chai hàng. Đây. Ngon chưa? Ôi dễ thương quá. Em thích áo nào Đào? Đây là khu ăn uống. Đây quá trời đồ luôn. Giờ mọi người muốn mua gì nói đi, mua cho nè. Thích nón nào nè? À, đồ ăn rất là ngon, rất là hấp dẫn. Hello Nguyễn Đệ. Thời tiết dễ chịu lắm nha cả nhà. Thời tiết rất là dễ chịu. Giờ quay không gian rộng lớn cho mọi người coi nha. Hello, xin chào bạn. Tiếng Trung Quốc hay tiếng Hàn Quốc không biết, bạn tên gì? Thì thôi, nhưng mà Hiệp xin chào bạn đi. Anh mua cho em mấy bộ cặp tóc là gì? Cặp tóc là gì? Hello Thùy Dung. Em muốn mua gì nè? Đây là miếng ép lụa. Ở đâu rồi? Nhỏ đâu? Đó, đây. Ngon không? Chú chào Thành Nam. Em chào hello Yến Nhi.
chia sẻ đi cả nhà, chia sẻ mạnh vô để Hòa Hiệp live chia cho mọi người xem nha. Mọi người chia sẻ cho nhiều người, người ta không đi Hàn Quốc được người ta cũng vào xem được, đúng không ạ? Chia sẻ mạnh vô đó, chia sẻ. Và sáng nay Hòa Hiệp xin thông báo luôn nha, tối ngày 26 tây tháng 5 chúng ta sẽ có chương trình Lotto Show tại lầu 4 quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7 quận Phú Nhuận. Trời ơi, ở Hàn Quốc mà. Tôi có thiệt Hàn Quốc chứ. Hello. Nãy giờ mua gì chưa? Vô đây định mua cái hộp đó. Ăn nữa hả bé Ngọc? Không ăn nữa, đi chơi thôi. Đúng rồi, đi mua đồ thôi, không ăn nữa. Hello chị Lâm Thị, chị đang ở đâu chị Lâm Thị? Trời ơi. Mua đồ là hết máu luôn. Okay. Bán máu mua đồ. Thấy cưng ghê không? Đẹp quá hay nhỉ. Hello chị La Lam. Nhậu đi, ok. Trịnh Mai, nhậu thì nhậu. Để vô coi ba tháng làm gì trong đây. Chị bị lạc đường rồi hả? Chị lo qua lại chim chị bị lạc đường. Mua gì vậy? Rẻ quá trời luôn á anh. Mua gì vậy? Mua mặt nạ. Mặt nạ này mua một tặng một mà chỉ có 10.000 won thôi. Ôi vậy hả? Có mua cho anh không? Anh tự mua đi, em mua có anh tiền đi. Rồi anh thèm. Đang mua rồi, thắng mua cái đống kìa. Ôi chị Lâm Thị đang ở đâu? Chị nói gì lạc rồi. Ủa em bỏ chị Lâm Thị đâu? Chị lạc rồi kìa. À không, đã biết anh mới lấy tiền để đặng mua cái gì á. Ủa nhưng mà xài ok không? Ê, mua khăn ướt luôn vậy hả? Khăn ướt rồi. Ok á. Chị đang ở đâu? Chị Lâm Thu Thủy. Chị Lâm Thu Thủy, chị đang ở đâu? Ê, có nước hoa hồng có ok không Thắng? Thắng ơi. Thắng. Các em muốn mua mỹ phẩm gì không? Con nói mẹ vô đi mua đi mà đắp mặt nạ đi, mua một tặng một rất là rẻ. Đây nè. Dạ. Ủa chị Lâm Thủy, chị đang ở đâu? Chị Lâm Thủy. Không chị rời bỏ em làm gì, chị đi lẹ. Chị đang ở đâu? Chị chụp hình, chị em coi địa chỉ của chị đi. Chị, đắp mặt nạ trông rẻ lắm. Mua một tặng một á, rẻ lắm. Thôi đứng đây nói chuyện với mọi người tí nha. Hello. Ngày 26 tây, 26 tây tháng 5, tức là ngày chủ nhật này, vào lúc 19:30 tại sân khấu lầu 4, Mr. Hí sẽ diễn trở lại Lotto Show. Lotto Show có sự tham gia của nhiều khách mời hấp dẫn lắm nha quý vị. Đó, 100.000 một vé. Đâu có ai mua vé ủng hộ không nè? Lotto Show vào ngày 26 tây tháng 5 tại quán Mr. Hí, 253 Phan Xích Long, phường 7 quận Phú Nhuận. Em đang ở, anh đâu biết đâu, anh đâu biết anh đang ở đâu đâu, anh chỉ biết anh đang chờ đêm thôi. Shop trong chợ Hàn Quốc rộng lớn quá, nhiều đồ mua mà hết tiền hàng rồi hả? Chỉ còn em cho mượn tiền không chị Thủy ơi. Hello Hàng Lê. Mua về. Mua về.
nói gì không hiểu. Anh đang đi trời đêm Hàn Quốc, thời tiết đây rất là tuyệt vời. Dễ thương lắm. Hello ơi, con thích gì không chứ Hiệp mua tặng con nè. Mọi người chia sẻ giúp Hòa Hiệp nha, chia sẻ live stream để cho nhiều người chưa đi Hàn Quốc bao giờ, chúng ta sẽ biết được cái không khí cũng như là xung quanh ở Hàn Quốc như thế nào. Hello Luân Trương, đang ở Hàn Quốc. Rất đẹp, rất sạch sẽ. Mọi người rất là ý thức và mọi người rất là hiền. Sắp có quà rồi hàng lễ. Muốn về Việt Nam chơi hả? Thì sắp xếp về Việt Nam chơi. Hello, đẹp Nguyễn. Dạ, anh mới qua hàng em. Hello Nhân Hà. Mai Hòa Hiệp về Việt Nam rồi. Mai về Việt Nam rồi để làm chương trình Lotto Show. Để làm chương trình Lotto Show tại quán Mr. Hí, lầu 4, 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Có ai đi coi không? Lotto Show vui lắm và sẽ có quà Hàn Quốc. Em muốn chụp hình với anh Hiệp hả? Giờ anh biết làm sao. Mỹ Tiên còn làm ở đó không? Ủa em là ai? Hello Thanh Diệu. Ngày 26 tây tháng 5 nè, ai mà tới quán Mr. Hí chờ tham gia chương trình Lotto Show thì chắc chắn sẽ có món quà Hàn Quốc. Món quà mua từ Hàn Quốc đem về. Hello Trần Huyền. Mọi người có muốn có quà Hàn Quốc không? Mọi người có muốn có quà Hàn Quốc không nè? Nếu mọi người muốn có quà Hàn Quốc thì 26 tây tháng 5 vào lúc 19:30 đến quán Mỹ Thí, chúng ta cùng chơi Lotto Show và nhận quà Hàn Quốc của Hòa Hiệp nhé. Ai chưa có vé thì mau mau điện thoại 0906 911 996, 0906 911 996. Xin chào Lâm Bảo Linh. Hello anh hai. Anh hai khỏe không? Ngồi lê lai với mọi người chút xíu. Hòa Hiệp sẽ đi mua đồ nha. Lotto Show chủ nhật hàng tuần đúng không? Đúng rồi, Lotto Show chủ nhật hàng tuần. Và kỳ này là Hòa Hiệp sẽ mua quà Hàn Quốc nha. Mua quà Hàn Quốc về Việt Nam để mở những ai mà tới quán Mr. Hí chơi chương trình Lotto Show sẽ có cơ hội nhận được quà Hàn Quốc. Hello Diễm Hương, em muốn có quà Hàn Quốc hả Trần Huyền? Hello Ngân Thanh. Mọi người ơi, chia sẻ giúp Hòa Hiệp đi. Chia sẻ live stream này. Chia sẻ live stream này giúp Hòa Hiệp nhé. Tiếc quá không gặp được anh Hiệp hả? Ừ, anh Hiệp cũng tiếc quá không gặp được em. Anh ở Hàn mà ở đâu vậy? Anh đang ở chợ đêm nè. Đây. Nè, biết mẹ đâu không?
chơi cả ngày rồi. Bây giờ đêm để mua quà làm kỷ niệm. Biết Hòa Hiệp đang ở đâu không? Dạ đi chơi vui lắm. Kỳ này đi Hàn Quốc về mập lên mấy ký rồi. Hello Tháp Đạo, xin chào Nguyễn Thư. Dạ các bạn, ngày mai Hòa Hiệp đã bay về Việt Nam rồi. Và chuẩn bị cho chương trình Lotto Show vào lúc 26 giờ, vào lúc 19:30 ngày 26 tây tháng 5, đó là chủ nhật này các quý vị. Chủ nhật này mọi người tới với chương trình Lotto Show thì sẽ được quà Hàn Quốc. Bây giờ nhiều người quá, nhiều khán giả quá, cho nên thôi bây giờ ai tới chương trình Lotto Show sẽ nhận được quà Hàn Quốc, ai không tới thì không được quà Hàn Quốc. Để Hòa Hiệp chuẩn bị mua luôn nè. Đúng rồi, chú Hiệp đi chung với đoàn đó Huy. Chú Hiệp đi chung với đoàn. Ok em, khi nào về Việt Nam thì chụp hình nhanh nha. Có mua chứ, bây giờ phải đi mua quà, quà Hàn Quốc về cho mọi người chứ. Hello Nguyễn Minh Nhật, anh tới có quà, có chứ anh hai, ai tới Lotto Show đều có quà Hàn Quốc hết. Ủa chị Thủy, chị đang đâu chị Thủy? Con là quà sinh nhật riêng rồi Huy, con yên tâm, con sẽ có quà riêng. Hello Hòa Thư, có chị Điệu đi chung với anh Hiệp phải không? Không có, chị Điệu đang ở bên Úc mà. Hello Minh Nhật, hello Anna. Ủa đoàn tôi đâu mất tiêu rồi trời. Em đang ngồi cái chỗ mà bá Thắng với Tú mua gì đó chị, mặt nạ đó. Em đang đứng ở chỗ mà Tú với Thắng với Lệ Dân mua mỹ phẩm đó chị. Chị Thủy đang ở đâu vậy? Không biết tụi nó còn trong đây không? Hello Minh Luật, xin chào Tướng Khanh Phan. Ủa tụi nó đâu mất tiêu rồi trời. Ủa chị đang đi kiếm mua băng keo đóng thùng hả? Chị đang ở đâu mua ở đâu? Bây giờ em đang kiếm đoàn nè. Chết là đoàn đâu rồi ta. Hello Nguyễn Khắc Bình, xin chào Phương Thanh Trần, xin chào Trang Nguyễn. À bên đây không có lạnh mà mát thôi, bên đây rất là mát. Ủa đi nè bá Thắng, đi nè. Trời ơi Dân. Ủa anh và Hiệp vẫn còn livestream à? Chị Thủy đang coi, chị Thủy đang kiếm mấy người kìa. Ăn không? Chị Thủy ơi em không có mua đồ, em chỉ có ăn thôi à. Trời ơi coi kìa.
Chị Thị ơi, tối về đắp mặt nạ chị. Dạ sẽ kết nhiều cái gì? Giờ ăn lẹ thôi. Mặt tiền kia cho chị Thị mượn tiền đi kìa. Chuyện nhỏ chị Thị ơi, tới đây. Con ơi, ra đứa bắt khách đi con. Trời ơi, cái kem bự chà bá lửa. Mọi người ăn kem không? Vẫn ăn hết một cái nửa rồi đó. Cái kem chỉ có 2.000 won thôi. Là rất gì? Là ngon. Thị ơi, ăn kem Thị ơi. Có nhiều cái dài dài không có tốt nha. Ướt mê dài nha. Mấy đứa ướt mê dài. Anh ơi, anh. Nãy tôi nói với các bạn á, là bây giờ á mình sẽ đi mua quà Hàn Quốc để những ai mà tới chơi chương trình Lotto Show để có cơ hội được quà Hàn Quốc, hiểu không? Bây giờ mình mua làm quà Hàn Quốc đi cho khán giả chơi Lotto á. Thật sự ra các bạn biết sao không, quà Hàn Quốc rất là dễ nha. Thắng ăn đồ Hàn Quốc nó thấm trong người Thắng rồi. Thắng tặng cho Thắng cho mọi người nha. Ôi trời ơi chết rồi Thắng. Ê đi mua mấy cái nón này, mấy cái áo thun á. Đây tôi tặng cháu tôi được không? Đẹp trai. Mân mở luôn, mới có 16 11 tuổi. Học lớp 11. Ủa nhà con đâu? Nhà con ở Tân Phú. Hả? Tân Phú. Ở Tân Phú xa lắm. Tân Phú đất đai rộng rãi lắm. Ê mình mua áo đi Thắng, đây nè. Mấy áo khoác nè. Ở dưới hết rồi, thì mình quẹo bên chỗ này đi. Con ơi. Đừng đi thẳng dưới. Lát tôi đi vòng lên mà. Đúng rồi, đồ ăn bên đó ngon lắm. Nhân viên có được quà không hả? Kìa, Đào hỏi được có quà không kìa. Đào không có quà không? Ủa Đào là ai? Gió Thiên Đào. Ủa là ai? Tên lạ quá vậy? Hai cô gái mua được gì chưa hai cô gái? Ủa chị mẹ, đi đây bên dưới. Đó. 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 Cái chủ chịu thập màu đỏ đỏ đó. Rồi rồi thấy rồi. Thẳng rồi. Đang nhiêu tiền? Cái gì? Đó, không phải cái gì dài cũng tốt nghe Vân. Em bán gì Tú? Dâu đi. Ai biết mà kìa. Đi mua gì chịu thập đỏ. Bữa giờ đi kiếm dâu. Chị về khách, chị Thị nói chị về trước khách sạn kìa. Chị Thị nói về trước khách sạn kìa. Ê giờ mua quà Hàn Quốc đi. Đây được không nè? Đâu anh mua này tặng em cái nào? Vân ơi mua này tặng yêu em nè Vân. Thì bạn kem suốt kìa. Tú á chị, Tú nè. Hắn kiếm đồ mua quà làm quà lô tô đi hắn. Ê mua mấy nón Hàn Quốc rồi hắn. Nón mang đúng chiếc Korea. Ê này nón đẹp rồi hắn. Mặc vô Lý Hùng ha. Mua mấy nón không? Bán không ta? Không biết nữa. Bán không rồi. Ê giờ mua được gì chưa? Cái đầu vậy? Thì chế làm lắm rồi. 2 Ồ. Ủa? 20 đô 400 ngàn cái hả? 400 mấy? 436 Mắc quá à. Bây giờ nhà thiết kế Lâm Lâm có mua được gì chưa? Mua giày anh. Đâu giày đâu? Em để. Hello, Ada, khỏe không? Cả nhà ơi, chương trình ngày 26 tháng 5 là chương trình Lotto Show sẽ diễn ra tại Quán Bích Tý 203 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Và bây giờ thì Hoàng Hiệp sẽ đi mua quà, kiếm quà để cho những ai chơi Lotto. Sẽ được quà nha, ai tới chơi luôn tôi sẽ được quà.
đây nè. Mua giùm em, mua giùm em anh Oppa nha Hiệp. Ok, em muốn Oppa nào? Đang ở trời đêm. Dạ rạ. Chú Nghĩa đang đứng ở ngoài, 9 giờ rưỡi là xe xe chạy. 9 giờ rưỡi xe về khách sạn hả chị? 9 giờ 10 là 20 phút. Kiếm quà 1 tháng 6 cho các bé đi hả? Hay là nó đi chơi đã rồi tính sao? Không, quà 1 tháng 6 là có rồi. Cho các bé quà 1 tháng 6 là có rồi. Đi chơi vui về cũng vui như vậy nha. Ừ, anh cũng hy vọng vậy đó. Anh cũng hy vọng là đi chơi vui và về cũng sẽ vui như vậy. Đi đi, đi ngược qua mấy cái kia. Bọc lên á, hiểu không? Được, từ hai mấy đứa nhỏ gái đó rồi. Mấy đứa này. Ủa, bạn đang đi với chị Thủy Bài Lạc nào, không hay đúng không? Thầy tôi lo live stream. Nhà khá nhà, 26 tây tháng 5. À, mau mau nha, tại vì chỉ có 40 vé thôi. Cho nên bây giờ mọi người phải mau mau mua vé nè, đặt vé nè, và để có cơ hội nhận được quà Hàn Quốc của Hòa Hiệp nè. Bên kìa. Thẳng ra ngoài luôn. Thôi đưa rồi, chú khách rồi. Có con bỏ ba lô con. Ờ mà con có mang về thì chứ sao chú phải liên lạc với con. Chị theo xe về khách sạn trước nha. Ok chị. Thì chị đang ở đâu? Ờ, đang tối rồi. Ở giờ con đi ra. Ở ngay chỗ ra đó, ra ra. Có kêu ai chờ nó không? Nghĩa đang đứng ngoài. Ờ, gọi chưa? Hello Nguyễn Gia Hơn. Xin chào Nguyễn Thị Nở. Để thôi đi chơi đi. Không, mẹ bắt cái này đi về luôn. Hello, Kết Nhung Tím. Đi tiếp đi. Đi qua anh kia kìa. Đi đây qua đây. Ở đâu chị Thủy đang đứng ở đâu? Không, không có quà cho em. Không đó, không có quà cho em đó. Ok, chị có bé rồi hả? Chị đang ở khoảng giữa chợ hàng nè. Khoảng giữa chợ hàng là ở đâu? Đúng không? Chợ đêm ở Hàn Quốc đông vui hơn ở Đài Loan. À, mọi người thấy không? Những chàng trai vào bếp. Toàn là con trai. Trời ơi, tướng cưng ghê. Đào tướng này cưng ghê chứ nào? Cười luôn rồi. Anh ăn tôm hùm riết rồi, anh cởi cho nó. Để ở đây có 6 con à. Mình lông giá chưa? Này Hòa Hiệp, mua mặt nạ, mặt ơ gì đi. Skin food ok lắm á. Tài ok lắm á.
coi có gì vui trong túi không. Không, thật sự là đây là lần đầu tiên đi Hàn Quốc cũng như là đi chợ đêm. Thì cảm nhận đầu tiên của mình là rất là đông vui, rất là nhiều cửa hàng và các thương hiệu. Đặc biệt ở Hàn Quốc thì về mỹ phẩm thì rất là ba la bát cát mênh mông. Thấy như là cũng phải là 70% các cửa hàng tại chợ đêm này là các mỹ phẩm nội địa Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc thì người ta rất là chuộng xài hàng nội địa. Hàng nội địa ở Hàn Quốc rất được yêu chuộng nha cả nhà. Đó. Cái món này món hồ lô, dâu nhúng đường. À. Thắng với Hiệp đang đi lang thang để kiếm đồ mua quà lô tô cho cái ngày 26 đó, sự trở lại của lô tô show tại Mr. Hí. Cả nhà hãy đến chung vui cũng như là hãy săn những món wow này kia bánh rồi. Ngày 26 tháng 5 nha cả nhà, lúc 7:30 tối có rất nhiều tiết mục hấp dẫn cũng như là có những phần quà mang từ đất nước kim chi trở về. Ủa mấy đứa này đi lẹ lẹ đi cho mất công là thất lạc nhau nữa. Tao lấy mua quà lô tô này được không? Cũng được, có những món quà cũng dễ thương. Coi vòng vòng thêm ta, mình đi một vòng chợ đi. À, đừng nè. Trời ơi, rất là đông vui nha cả nhà ơi. Để mua cái gì mà nó đặc trưng của Hàn Quốc. Lần này thật sự là cảm ơn công ty du lịch Triều Hảo rất là nhiều đã cho Hòa Hiệp và Ba Thắng có một cái gọi là những ngày trải nghiệm tại xứ sở kim chi Hàn Quốc cùng với gia đình và người thân của mình. Và hy vọng rằng tiếp theo thì Hòa Hiệp và Ba Thắng sẽ đồng hành với công ty du lịch Triều Hảo để đi đến nhiều nước mà Hòa Hiệp và Ba Thắng chưa tới, để cùng với gia đình có những ngày trải nghiệm trên những đất nước mà mình chưa tới. Và hy vọng là sẽ có nhiều trải nghiệm mới lạ. Đặc biệt phải công nhận là đi Hàn Quốc cái tháng tháng rất thực tế về cái chuyện ăn uống, hiểu không? Những bữa ăn được thay đổi liên tục, không có bữa nào trùng với bữa nào về các món ăn. Giá cực mềm. Lần này đi có 14 triệu ha. 14 triệu mà ở khách sạn 5 sao. Rồi nói chung ăn uống không thể nào phàn nàn được. Đấy. Nếu như cả nhà muốn đi du lịch thì liên lạc với công ty du lịch Triều Hảo để đăng ký nha. Thắng đã có trải nghiệm rồi nên Thắng muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Ê, mấy cái nón này cũng đẹp nè, dây nịch nè, quá trời đồ làm quà được luôn. Nhưng mà mình cũng muốn cái gì nó đặc trưng đặc Hàn trưng Quốc. Hàn Quốc để hả? Mà tặng quà cho mọi người nó sẽ thú vị hơn, hiểu không? Thú vị hơn. Hàn Quốc thì có kim chi. Ê, cái chàng trai này đang làm món gì đó? Bánh đó. You thinking about if you selling something, some customer call me. I have no money. Give me tasty. You will give? Oh. Thinking first. Thinking first. Bánh. If you wanna try example like a. Rất là hay nha cả nhà. Rất là nhiều cái thú vị. 8,000 là bao nhiêu tiền Việt Nam? 8,000 là 10 nhân 2 lên là 16,000. 160,000. Ủa nhân 2 là nào? Nhân 2. Nhân 20
Kim Park nè. Đây. Đó, đây. Bên sau lưng thắng là Kim Park. Ăn chuối hả? Bánh nát nè. Đó. Ăn rất là biểu cảm luôn nha cả nhà. Ẩm thực ở Hàn Quốc thì mọi người ăn kim chi. Cái gì cũng phải gắn đến kim chi. Người ta không có rau nhiều như ở Việt Nam mình đâu. Và món nào cũng có kim chi hết. Món này cũng có kim chi. Cho nên người ta mới gọi là xứ sở kim chi. Chi. À, là từ khi mà Quỳnh Hiệp đặt chân tới Hàn Quốc. Và hầu như là bữa ăn nào cũng có kim chi. Và mấy nay Quỳnh Hiệp thưởng thức được rất là nhiều. Trời ơi, nguyên cái store dây run luôn. Hello Bắc Lê. Đúng rồi, kim chi ở Hàn Quốc thì khỏi chê rồi. Xin chào Hồng Huệ. Hello Thủy Nguyễn. Xin chào Trần Phượng. Hello Thanh Dân. Thanh Dân đang coi livestream hả Thanh Dân? À, chào mọi người. Không biết. Anh vô làm gì? Vô em hỏi đi, em vô hỏi coi. Có không? Thôi mua đi. Chỉ là tính 60 đi, 60. Mà một xếp là xếp gì? Mọi người đợi tôi hiệp tí nha. Mà hẹn được bao lâu? Effect 21 lượng. Ok, good. 21. Cái đó là mặt nạ hả? Mặt nạ mình còn nhiều lắm. Như ý là nó nhiều xét là mình lật đất từ 400 đến 159. Hiểu ý nó không? Còn nếu nó bán rẻ là 35 đồng rồi. Tôi nghĩ là mua cái dưỡng thôi, đâu cần tiếp mua xét lắm. Xét nó đâu có gì đâu. Ok bây giờ nè, 35. Hiểu không? Mà này 60 thêm cái 25 đồng một lần nguyên được một xét rồi. Quá trời này luôn. Mắc quá mới. Trời gì đâu. Mặt nạ này, kem dưỡng nè, cái cung nờ nè, nước hoa hồng nè, cái làm mềm nè, rồi cái symbol để đi travel nè. Hello Hảo Trần. Mọi người nhớ nha, bây giờ Hòa Hiệp và Bá Thắng đang đi chợ chợ đêm Hàn Quốc để kiếm những món quà độc lạ cho những khán giả thân yêu của mình đến với chương trình Lotto Show ngày 26 tháng 5 ở lúc 19:30 nha. Bây giờ Lâm mới về luôn.
Bây giờ ra là về luôn, tao Lâm nó này không có gì mua hết. Ừ, có về luôn không thì lẹ đi về luôn. Vậy đi mua đi, lẹ đi. Nếu quý vị, à, ngày 26 Tây tháng 5, tức là ngày Chủ nhật này vào lúc 19:30 tại lầu 4 quán Mr. Hí, 253 Phan Xế Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Giá vé là 100.000 quý vị. Giá vé là 100.000, bao vui nha. Em ơi, bây giờ anh Lâm nói là đi về luôn. Bây giờ tụi mình có muốn về luôn hay đi taxi về riêng? Anh Lâm nào? Lâm Lâm với Cương Cương á. Bây giờ tất cả mọi người. Tại vì cũng mua không hết rồi. Chị nói anh Lâm kêu giờ xí đi rồi mình. Rồi, nói rồi. Em nói gì? Em nói về thôi. La rẻ quá. Đi lao rẻ quá trời. Nhiều. 69.000 won mà nhiều mấy sao á. Trời ơi, bây giờ đi kiếm bà Thi, không có đi đâu vậy trời. Gì? Anh nhà anh siêu hả? Ra liền, đi ra liền. Kiếm thắng đi. Nói là tính tiền rộng á. Có vé không? Sành đàn, có sành đàn. Sành đàn với lại là về lát rồi. Nha cả nhà, ngày 26 Tây tháng 5. À, tức là Chủ nhật này vào lúc 19:30 chương trình Lotto Show sẽ diễn ra. Chương trình Lotto Show, sự trở lại của Lotto Show của Mr. Hí sẽ rất là vui, và Hòa Hiệp sẽ chuẩn bị những phần quà Hàn Quốc để gửi tặng cho tất cả các khán giả khi mà khán giả đến với Lotto chơi Lotto nha. Những phần quà Hàn Quốc không đụng hàng cái gì, và hy vọng là mọi người sẽ chia sẻ giúp Hòa Hiệp, chia sẻ mạnh vô, chia sẻ càng nhiều càng tốt. Sẵn đây Hòa Hiệp mà quay cho mọi người xem không khí trời đêm tại Hàn Quốc. Ủa, ốc Thanh Dân hả? Ốc Thanh Dân. Trời đất ơi, của ốc Thanh Dân đây nè trời. Trời, đi qua Hàn Quốc mà cũng đụng gặp nữa trời. Ôi trời. Ôi, đi qua Hàn Quốc mà cũng gặp nhau nữa nè trời. Trời ơi. Ôi, ôi, qua nào vậy? Nguyên chuồng. Qua nào vậy? Nguyên chuồng luôn nè. Trời ơi, đất ơi, đất ai mà đẹp trai quá vậy nè. Hello chú, con. Hello ca cao. Ca cao. Ca cao cười với con, nó đang bệnh muốn cái kẹo mới á chú. Ủa, đi như nào vậy? Mai em về. Ủa, mai mấy giờ vậy? Mai em về 6:20 chiều, về nơi là đêm á. À, anh về trễ hơn. Trời đất ơi, chịu nổi không? Trời ơi, có chí rùa nữa, trời ơi là trời. Em lên cái giọng. Anh nói, ủa, ai thấy, anh thấy chí rùa trước, nó cao mà. Anh thấy chí rùa, anh nhìn chí rùa là phải có ốc Thanh Dân. Kìa, gia đình, đại gia đình luôn kìa. Đi mấy ngày rồi? Đi từ đầu hôm thứ hai tới giờ rồi. Mấy ngày? Cả tuần nay rồi. Cả tuần nay rồi. Đi chụp hình tắt. Ê, vô tụi con ơi. Vô. Vô con. Không mua cái đó đâu. Ủa, ông nhóc gì đâu? Ê, con. Ủa, ông vô chứ, ông bắt người. Mua được tặng quá trời luôn. Oh man. Oh my god. Vô đi 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 vô đi. Thank you.
về luôn. Nhưng mà về sớm hơn. Anh lên xe chưa? Nè, nó tặng quá cho mà. Nhiều năm chính hiệu đúng không? Yes. Thôi đi, đi. Thôi đi, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, chú. Qua đây mà còn gặp nhau nữa. Bye bye, chú Hòa Hiệp. Bye bye. Bye bye, see you. Qua nào? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mai về luôn hả? Mai về, mai về. Bye bye, bye bye nha. Sẽ, sẽ. Trời ơi, vui quá. Đi qua Hàn Quốc. Đi qua Hàn Quốc mà cũng gặp ốc thanh dân nữa trời. Tôi nói ở Việt Nam không gặp. Đi qua tận Hàn Quốc. Hello nhà Đức, Phương Loan. Tôi nói qua tận Hàn Quốc mới được gặp ốc thanh dân. Ở Việt Nam đâu gặp được ốc thanh dân đâu. Rất là vui. Nha quý nhà. Còn bây giờ thì cả nhà ơi, hãy chia sẻ. Bà gọi cho Lâm Lâm giùm tôi coi. Lâm Lâm á hả? Lâm Lâm đi ra rồi mà. Gọi đi, cứ gọi, tôi đang live stream mới gọi hoài. Gọi Lâm Lâm giùm tôi. Gọi. Trời ạ. Bạn có không nghe máy tôi rồi. Hello Thu Thảo. Em đang ở đâu? Alo. Ok 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 ok, tụi anh đang đi bộ ra nè. Đúng rồi, cũng gặp anh không biết trước. Đúng rồi, okay. Bất ngờ ghê. Okay. Đâu có nghĩ là qua bên xứ sở Kim Chi được gặp ốc thanh dân bên đây đâu. Vui, dễ sợ vui. Hello Thu Thảo. Hình như mình phải quẹt ra. Quẹt đây nè, quẹt đây nè. À, mọi người nhớ nha, ngày 26 tây tháng 5, tức ngày Chủ nhật này, vào lúc 19:30 sẽ có chương trình Lotto Show. Và bây giờ Hòa Hiệp và Ba Thắng đang đi kiếm đồ Hàn Quốc không đụng hàng để mà mua gửi tặng cho tất cả mọi người. Thấy nó nghe hay là cho mọi người về đi, lấy taxi về được không? Mà bây giờ ra tới nơi rồi đi về luôn thì mình chưa mua đủ hết đồ mà. Hello em đi Trần. Anh ra siêu. Thắng hay là cho mọi người đi taxi về. Mọi người về đi, mình đi taxi về đi Dân. Chứ giờ về khách sạn làm gì? Chứ giờ về khách sạn làm gì? Hai mươi sáu tây tháng năm. Tức là Chủ nhật này sẽ diễn ra chương trình Lotto Show tại quán Mr. Hí Lầu 4 vào lúc 19:30 tại quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận. Hello Thiên Hương. Hello Thu Thảo, chào bé Hảo. Chú Hiệp chào bé Thảo. Anh cắt mắt hả? Trời, mắt là thương hiệu của anh mà sao anh cắt được em? Mắt là thương hiệu của anh Hiệp mà. Sao mà anh Hiệp cắt mắt được? Nhưng để cái mắt này. Mắt khí chứ. Thôi, bây giờ thì chào mọi người nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Chút xíu nữa nếu như mà Hòa Hiệp đi mua đồ xong về khách sạn rảnh thì Hòa Hiệp sẽ live stream trò chuyện với tất cả mọi người nha. Anh nha siêu. Và hy vọng là sẽ được gặp gỡ mọi người tại quán Mr. Hí 253 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận nha quý vị. Vào lúc 19:30 ngày Chủ nhật này nha, 26 tây tháng 5, chương trình Lotto Show.
rất là vui. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. I miss you.